Dạ, em Hồng Cao Vlog mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang qua khu vực chợ mới gần bến đò Thuận Giang. Thì đây vừa xuất hiện một cái hiện tượng vô cùng thú vị cô chú anh chị. Một đàn cá bỗng dưng tràn vào nhà người dân, khiến cho người dân phải tập trung lại và tụng kinh, và những người hiếu kỳ thì tới xem, cũng như lần đầu tiên có cái hiện tượng này xảy ra. Cho nên bà con thì có số người đem thức ăn, rồi có số người lại tụng kinh, cho rằng đây là một loài cá nhiễm màu gì đó mà những chư vị đồng đạo họ tới họ tụng kinh, những bài kinh kiểu như là trong bổn đạo của chúng chị. Thì bây giờ hôm nay Hồng Ca đang có mặt tại đây để giới thiệu cô chúng chị. Dạ, mời cô chúng chị nghe. Dạ, con chào chú Út ạ. Con xin phép chú quay. Chú với chú An, chú An đây con đi theo. Nè, quá thế quá là cá luôn. Trời ơi, cá càng ngày nó càng to luôn nè, bữa nay nó bự lắm luôn á. Kìa kìa kìa. Cái này là mới làm cái đây hả chú? Ông chủ mới làm. Đây không phải gọi là ông chủ. Gọi là ông. Đây không phải gọi là ông chủ, gọi là ông Út ha. Ông Út cái giữ cái cá đây. Tắt đi. Ông Sáu. Ông Sáu giữ cái cá tự nhiên ở đây. Rồi, quá trời nhiều luôn rồi kìa. Vậy là bữa nay mình phục hồi, bữa nay mình kẹt tới 1 kg luôn hả ông Sáu? Nước của anh đây nó chảy quá trời luôn rồi. Trời ơi, nó ăn bún kìa. Quá trời bún luôn, nó ăn bún kìa. Con nào con ấy nó to 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 luôn. Có mấy con cá kìa, đỏ 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 nữa nè. Đó, bự bự không luôn nè. Kìa, mới gỡ xuống nè. Trời ơi, nó lên nè. Trời ơi, ở ngoài mà cũng như là cá trong hầm luôn á. Cá này cá thiên nhiên, tự nhiên luôn á. Nó không khác gì mà có mấy con cá nuôi luôn á. Ơi, tôi cứ bắt cá kìa. Đó. Ôi, con cá bự dữ vậy cô. Ôi, ôi, nó to kìa. Trời ơi, mình đi vô bầy cá luôn. Ôi, 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 ôi. Chú đi ra đó đi chú. Ôi, 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 ôi. Quá thế à. Đi chú. Con đứng trong đây coi. Sao rồi? Con có ai nữa hả? Ôi, cá mà cá, ba con cá này là cá gì nè, kỳ đỏ 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 không luôn nè. Quá thế luôn, bên đó nó nhiều nè. Trời ơi, nó làm ào 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 luôn. Trời ơi, bữa nay nó nhiều dữ lắm ta. Trời ơi, quá thế luôn rồi. Ơi, mua phật. Dạ dạ. Cái thầy bọc con đi cô. Ủa ông Sáu, cô đó đang làm gì cô sao ông Sáu? Ờ, đang đọc cho cá mình nghe đó ha. Ờ, cá vì là cá này cũng thích nghe niệm Phật ha. Nhưng mà mình niệm vậy là cá nó nổi lên nó nghe hay là sao, nó cảm giác nó sao chứ sao? Dạ dạ. Ờ. Oh.
Thôi hầu như là có các con mấy con cá he nó bự hết trơn luôn nè. Cá he lần nào nó ướt mình hả cô? Yeah. Còn bên đây nè. Trời ơi, ngoài kia kìa dữ lành lắm luôn rồi cô ơi, ngoài kia kìa. Dữ lành lắm. Dạ dạ. Bây giờ ở đâu cũng con như vậy hết trơn. Ở dưới hảo rồi cũng có hết trơn. Wow. Ồ, có lóc nó trong đó. Ok. Dạ, chú kia đang bắt chú kia đang bắt gờ vô nó nước kìa. Đi qua đó rồi. Trời ơi. Đâu có này gì mai đi lại gặp mấy cô cho ăn quay luôn. Trời ơi, cô bắt lên đó cô. Trời ơi. Này đâu thua cách trong hầm đâu ta, trong hầm mình gờ nhiều khi nó còn không được đó cô ha. Trời ơi. Dạ. Ướt mình đó chơi. Lần nào mình để cho cá ăn là ướt mình luôn à. Đó, ướt mình con luôn rồi. Trời ơi, nó bay luôn cái bọc nó ăn luôn kìa. Nó bay luôn cái bịch nó ăn luôn kìa. Dữ thế luôn rồi. Ủa bao này bao gì bao cơm hả cô? Mình đem theo hả? Đem theo cho nó ăn. Ồ dạ. Ướt mình hết trơn luôn kìa. Cô này cho ăn là cô ướt mình luôn rồi. Ôi ôi nó vũ nó quẩy đuôi kìa. Dạ dạ dạ. Thôi ôi đó dữ lắm rồi cô ơi. Cá tự nhiên đó. Thôi con vô đây con biết con mút rồi quá hết luôn. Mút mình có chân rồi. Hầu như là cá he là nó ở trong đây không mút. Không sao chứ. Cô ơi cô, lỡ cái mình ướt rồi, mình vô đây mình cho ăn thử cái nó vô đó không cô? Trong cái nhà đó cô. Rồi mấy cô này đang đọc cái bài quy cho những cái chú cá này nè. Ôi ở kìa. Cá hè. Ôi cá mày vinh con này nó bên lớn luôn nè. Đâu đó mình vô nhà đem đó đó cô. Ở ông Sáu trong đó mà lội vô được không ông Sáu? Trời ơi. Ướt mình vẫn chân luôn rồi. Trời ơi. Con cho ăn đi. Con cho ăn đi, chú quay con nè. Ôi. Dữ lắm rồi.
quá dạng luôn hả cô, quá tờ dạng luôn kìa đó. Vô tới trong nhà luôn á cô. Quá bự luôn, cá mặc uống luôn cháu ha, uống luôn luôn à. Dạ, quá trời dạng luôn rồi. Cô đây thì cô gái cốm nè. Trời ơi, chú này bắt dễ quá, bắt lên là được quá, được à. Thôi mình đi vô. Mình thì ở bên đây nó vũ là phạch 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 bên đây nè. Cô ức mình nó chơi luôn kìa. Cái con cá mà nó quay. Ơ. Bỏ đi con. Bỏ chú đi con. Trời. Nó vậy cái phạch phạch. Bắt à, cái cho tiếp mày. Muốn chưa đang gì à, ông sáu? Em xuống hả? Ông múc đâu mà cho ăn trong đây, hướng nó vô trong tết đây luôn không múc? Rồi gớm nó dép luôn rồi. Trời ơi. Cá quá cá. Ôi kìa kìa. Ủa bài cá này bài cái gì vậy ta? Thì dữ vậy. Quá lạ luôn nè. Dữ vậy kìa. Ừ, bự vậy. Cái này cá là cái mới cái cái gì vậy? Vô nhà luôn rồi chú, cho ăn trong nhà luôn rồi kìa. Lội xuống đó luôn thử con. Ờ mình lội xuống đó mình bắt thử được không ta? Ê mấy cái đó là mấy cái gì chú kia cho ăn quá trời lại luôn kìa. Không có mấy cái đó chú thấy ông sáu thấy xuống kìa. Kìa nó vô nhà luôn rồi kìa. Dạ, quay lại cái linh cho con, cái linh mọi người luôn nè. Kìa. Mấy cái hẻm hả ông sáu? À. Năm nè. Bây giờ cái linh mới có nhỏ nhỏ, bây giờ cái linh lâu năm rồi. Đây là tràn vô trong nhà luôn nè, nó vô nhà luôn rồi kìa. Cái này nè chú. Kìa. Cá này tràn vô nhà của ông Út luôn rồi. Trời ơi quá thế rồi. Trời ơi gờ cá không như là. À. Mình có. Quá đây. Trong. Trời ơi. Mình mê luôn. Mê mẩn cái đàn cá này luôn. Cô đang đọc cái bài Tây Phương cho những chú cá nghe. Hầu như là mấy con cá này mấy cái kỳ là nó không có được, hầu như là mấy kỳ nó mòn hay là sao á, nó đông quá cái kỳ nó mòn hay là sao á, cái kỳ với cái đuôi của nó là bị tương hết trơn luôn á. Nó cơm bà đó, bà cái cơm á. Kìa kìa. Trời ơi chú ơi. Chưa chú. Trời ơi nó trắng, nó trắng phao luôn, y gan cá bông lau luôn á. Cá bông lau luôn nè. Y gan cá bông lau luôn á. Qua đi chú. Cá bông lau nè.
Ra đi chú. Mô phật thôi, mô phật cho ăn thiệt chứ thử vậy. Quá thế luôn rồi đó, dữ dằn luôn rồi. Dạ, cá he trong đây, cá he quá trời luôn nè chú. Ủa nó phân loại ha, cá linh theo cá linh, cá he theo cá he, đi nguyên bầy luôn nè. Dạ, cá nào theo cá đó nè. Ủa con cá bự kìa, ủa con cá bự kìa. Trời ơi cá he con nào nó bự kìa, ủa mày dính bự kìa. Đi ăn cá nuôi trong hầm luôn, trong bè luôn á. Nước thì ngoài đó nó đang chảy cuồn cuộn ngoài đó. Còn như là càng ngày là càng nhiều, càng ngày càng đông luôn á. Chú đó nó vào phái mê mẩn bắt cá hoài luôn. Đi cơ ta. Đi mọi chứ đâu có đi luôn. Con nào ôi mô Phật ha. Nó nghiêng con bên luôn á chú. Sao? Ơi con cá gì dính nó ú kìa. Mà sao mấy con cá? Kìa con cá gì nó bự kìa ta ơi. Mấy chú ở đâu đi đem đi. Con bên đây chút nào qua bên đây qua đò tới à. Bên đò. Bên quảng ha. Dạ dạ. Không có bên thủy. Trời ơi. Con nào cá dính nó bự kìa. Ở ngoài chưa chắc thì còn cá dính bự bên lớn luôn á. Quá trời ơi. Ông Sáu lấy đồ cho nó ăn hoài luôn. Kìa con cá tra màu đen thì lì luôn kìa. Trời ơi nó đen kìa, hết hết nó đen luôn rồi. Rồi cô chú anh chị nhìn thấy nè, ở ngoài kia đó, ngoài trong đó nó còn nhiều dữ lắm luôn á. Còn ở ngoài cái khúc đó thì nước nó sấy một cái cực kỳ luôn. Là cá là nó dựa vô đây nè. Cá he nó giờ không lợi mấy cá kia nó chạy vô đây. Mày đi mấy đứa bé nó phải bằng cá dữ lắm. Rồi im im cái bánh lặn xuống hết trơn kìa. Ừ. Im cái bánh lặn xuống hết trơn luôn. Này sao hình như cái gô này kia đâu không thấy. Vô trong đó hả? Chú mày vô đó mà chú ăn xuống. Không, vô kia mới đẹp. Dạ. Kìa nó lội vô đó quá trời luôn ở trong nhà kìa. Ủa mình lội xuống mình đứng dưới của mình cho ăn nó dám lại không sao? Lội dữ luôn đó hả? Đập giảng luôn à. Những chú cá này nè nó bu. Hiện tại giờ cá to, những cái con cá to nó lặn xuống hết. Thì những cá nhỏ nhỏ nó hiện tại giờ nó lên trên mặt nè. Đó, nó từ tớp vậy của chú chị. Như là cá he đây cũng rất là nhiều luôn á. Cá kỳ đỏ đó là cá he đó. Ở chỗ đó sâu không sáu, ở chỗ này nè cạn ha. Ở đây không mình xách thao thức ăn vào đó đi chú ơi. Đó, ông sáu lội vô đó ông sáu cho ăn thì nó bu lại con coi hướng sáu.
Trời ơi, cái chân chân sáu bây gì á. Không xăng hả? Trời ơi, tưởng nó mang cá mà cạp nó chạy gì luôn chứ. Nè nè, trong đây nhiều quá trời luôn sáu ơi. Ở cá chê nước kìa. Đó. Trời ơi. Ồ vậy là mình lội xuống nó cũng dám ăn hết ta. Vậy là cá này dạng dữ lắm rồi. À, lội xuống đó luôn đó ha. Tại em chắc đem đồ, không có đem đồ theo, đồ cũng lội dưới luôn rồi. Đâu, đâu có cần con thấy. Bây giờ con bỏ đôi dép ra. Ừ, không chỉ có cái bụng thôi. Đó, cái gì đó. Ôi nè, xuống luôn rồi nè. Quay gần gần nó. Ủa nó để dĩa cái chân luôn nè. Trời ơi, đã quá đã luôn nè. Ôi ơi, ơi đụng con cá đạp lên cá luôn á. Kéo vào được chú. Ôi ơi. Hầu như là mình đi chứ. Đi chỗ nào cũng đụng cá luôn nè. Đó. Nó sợ con à chú ơi. Kìa kìa kìa. Trời ơi. Ở trong đây này hầu như là chỗ nào cá bây giờ nó len lỏi trong những cái kệ nè, cái tủ nè, trong những cái bàn bây giờ hiện tại là chỗ nào cũng có cá và những cái ống gạch nữa nè. Ê lội xuống đây nè. Ê môn. Ôi ơi nó ghẻ chân. Đó 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 đó, con cá mẹ gì nó ghẻ cái ngón giò. Ôi ơi cá bự. Hầu như là mình đưa cái đây nè. À, cảm giác mà cái bàn chân mà đụng vô con cá thấy nó đã gì đâu luôn. Nhiều lắm luôn á, hầu như là nó sợ con luôn á, cũng như là mình giọng ở trong một cái thao cái gì mình gờ chỗ nào nó cũng đụng hết luôn nè. À. Ê dám lội xuống đây không? Một ngày không chịu bao nhiêu tấn thức ăn ăn sao? À. Lú. Thì con cá nó bự nè, con cá mẹ Vinh nó bự nè, to cực kỳ luôn nè. Quá to luôn nè. Ôi giời. Ông Sáu mà ông thảy một cái nè. Ơi ơi. Trời ơi con cá gì bự dữ hả? Con cá gì bự dữ lắm rồi. Ơi, cô chú chị hình như cảm giác là đụng con cá gì nó to bỏ bắp đùi luôn á. Nó. Ơi ông Sáu ơi, ở đây có con cá bự nó bự lớn luôn hay gì ông Sáu? Trời ơi, hàng chi. Cảm giác mà đụng cho những cái bắp chân của chú chú chị. Nó chỗ này nè. Nó nằm đây. Trời ơi. Hình như ông Sáu ở đây hình như là thấy cá là hàng ngày, là thấy cá là không thấy là không được, thấy là nước chứ bất gì luôn sao. Không thấy là không được nè. Mấy cô chú kia kéo đi hết trơn rồi. Thì à, đi đây. Đi là phải mình bước từ từ. Đi cô chú anh chị, chứ mình bước mạnh từ cho mình ngắn xuống là đạp cá liền luôn đó. Kìa, cá chơi kìa, nó lú con lên kìa. Nó dữ không nè, con cá này dạng với ta đó.
Đó, đi ra đây xin. Đóng đây nè. Anh lú mỏ lên anh lú mỏ lên hả? Ai nó cạm ngón tay. Nó cạm cái ngón tay. Đây đây đây. Ủa? Cá này bự nè. Trời ơi, thấy hàm quá. Cái nào nó bự. Đi theo mà. Đi theo mà gồm mấy con cá nó giờ bây giờ cũng mệt nữa. Đứng. Mình đứng ở trên cái nhà này là cảm giác nha, lụp cụp ở dưới á. Anh đụng vô mấy cái miếng gỗ này lụp cụp á. Là chắc là đông dữ lắm luôn á. Mình đi à. Trời ơi mấy đứa bé nó ướt mình hết trơn luôn kìa. Mấy anh gặp mấy anh cái mình phái mình ướt mình cho luôn rồi. Bắt nè, không được bắt. Bắt. Nhưng mà nó cũng lại à, bắt lên nó cũng lại cô. Nó dạng luôn nè. Tới đây thì Hồng Cao Vlog cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm như theo dõi kênh Hồng Cao Vlog. Nhấn like hoặc chia sẻ đăng ký lên để ủng hộ kênh Hồng Cao Vlog. Chào cô chú anh chị ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video kế tiếp. Dạ, xin chào ạ.